mày ơi, hàng về đây này. Hồi sáng mẹ tao vừa tăng thêm tiền tháng này, kéo nhậu đây tối nay luôn nhở, chiến luôn đi để tao đặt bàn. Qua đâu? Qua đâu? Qua luôn. Alo, alo. Chú Dương à? Chú cho con luôn một mâm có bốn thằng ngồi. Nương hay gì? Nương nè. Rồi xong mình con đi luôn. Này. Hả? Thôi cái này đi chơi à? Quần áo dai hết rồi. Em tao này toàn đồ cũ. Có gì thì mày cho tao với thằng Mập và ít tiền. Bọn tao đi sắm ít đồ. Hâm lý. Chúng mày ăn gì mà khôn thế? Tiền của bố mày nha. Thì khôn như anh ấy thì quê em xích đầy rồi. Cầm. Mày đến đây hội chứng thích ăn đòn rồi đấy. Thì cuối tháng thầy Bu gửi tiền lên, bọn tao lại giả. Nó lại hợp lý. Được. Nhưng mà tao nói trước nhá, cuối tháng mà không trả tao ấy, bố mày giết. Đơn giản. Ok. Đi. Đi. Trời ơi, không biết phải mua cái gì. Bộ đấy bao nhiêu tiền? Nhìn giá ghi 3 lít đây này. Yêu tha ra, anh chẳng có gì ngoài tiền cả. Thằng Hiếu đâu, chọn đồ mua rồi đi về. Ô, nhìn xem kìa, có cô em thất tha chưa này. Tao vẫn chưa có bồ, bọn chúng ông còn đang nghe này. Không cần mua gì, nhanh nhanh lấy xe ra về. Chiều tối nay con kéo kia vẫn đang chờ. Wow, cái này được đấy. Ngon thế. Đúng là Ngọc có khác nhở. Đi ăn toàn nơi sang chảnh ấy. Ngọc mà lại. Ăn uống ấy là phải như này này. Mẹ suốt ngày giàu muống. Mày đúng là anh em tốt bọn tao. Thôi, bớt xàm đi. Ăn đi. Thôi ăn đi, ăn đi. Nói luôn này, hôm nay tao hạ. Mày tao ăn. Uống. Mày suốt ngày ăn thôi. Cầm ly lên. Cầm ly lên. Thằng nào mà uống không hết rồi, tao phạt đấy. Nhập môi là không có đâu ăn đâu. Đúng rồi. Đấy nhá. Mày làm sao ấy? Nghĩ lại, con ở quán quần áo này vẫn mọt. Mọt thế. Mày bỏ đi mà làm người, yêu đương gì cái tâm này. Có tiền mới làm phiền ở thiên hạ. Lọ là đúng đấy. Mà tao nói cho chúng mày biết này này. Anh em mình ấy, không làm ấy mà đòi có ăn ấy. Chỉ có ăn ăn đâu. Ôi, mọi người thôi uống đi, ăn đi, ăn đi. Rồi, uống. Uống đi ông ơi. Uống đi, uống nhiều không sao, thoải mái đi, uống bao nhiêu tiền tu đấy. Tháng ấy nó mà cứ lấy lương 3 lần anh em mình to tay. Uống nha mày to soi đấy. Rượu này ông với tôi uống không còn giọt nào.
nào mới thôi. Uống đi ông ơi. Lần đâu không nhấp môi, uống không cạn và thêm chớ kêu. Kêu uống nhấp môi à? Ngồi bên nhau hết đêm, tí nữa về mình gọi taxi. Sẽ ôm thôi. Nào anh em nhấc mi, uống ăn mừng ngày tôi hà ninh nương. Nhiều tiền thế. Rồi Hiếu chia tay, thấy Hiếu buồn thế nên nằm kèo. Cắm sưng à? Cạn một ni Hiếu ơi, uống cho sầu bơi hết rồi thôi. Uống hết đi nhá. Chiều mai ta đi chơi, chiều ngày kia anh em đi bơi. Trời lạnh này bơi nào. Và ăn luôn tiếp ta. Thôi không hát nữa. Hát đi, đang hay mà. Chuyện lớn chưa đóng tiền nhà, phải làm sao? Phải làm sao bây giờ? Chiều sau đây trời ơi. Nhiều thế cơ à? Tối qua ăn chơi hết bao nhiêu tiền về chúng mày. Quần áo mua cho nhiều, tiền cứ tiêu mà không nghi ngợi. Thôi đánh xin khô khất nốt thêm 2 tuần vậy. Đành thế thôi, tiền miệt xoay ở đâu giờ? Chúng mày đông rồi, tao đứng đây cũng lâu lắm rồi. Tiền đâu đi chung mày, đừng để tao phải pha cửa vào. Xuống xe nào à? Khi mà tao vẫn đang còn hiền. À công an đừng có trốn tao thương tình. Dạ, cháu đây rồi, cháu đây rồi ạ. Chào cô, chào cô ạ. Thưa cô, bọn cháu có chuyện này, mong cô thông cảm. Chuyện gì thế? Nói nhanh đi, đừng nghĩ đến chuyện bùng. Không không, bọn cháu không bùng đâu. Bọn cháu đâu, nào dám vậy. Là chỉ xin cô cho thêm 2 tuần. Đúng 2 tuần thôi, chốt lần này. Được không, cô ơi? Bọn cháu chốt, tiêu mong cô bỏ qua. Bỏ qua nhá. Dạ. Chúng mày ngon. Này, tao tha rồi đây nhá. Để tình trông cũng hiền lành, đẹp trai. Thế là tối nay mà rảnh ý, đi xuống phòng cô làm tí nhá. Vâng, đơn giản, cái đấy đơn giản ạ. Dạ. Úi giời ơi, thanh niên trai trắng đẹp trai to khỏe như thế này mà để phòng bừa bộn bẩn thỉu thế kìa. Dọn dẹp phòng đi đấy nhá. Tối cô lên kiểm tra mà bẩn như thế này ấy thì liệu hồn đấy. Dạ, cháu biết rồi ạ. Dạ, dạ. À, còn nữa, dọn dẹp xong ấy thì xuống kia mua đồ nhậu. À. Tới có cháu mình làm tí nha. À. Nó lại đơn giản. Là đơn giản lại hợp lý. Nhất trí, nhất trí, nhất trí. Thế là lại ăn à cô? Chứ còn gì nữa nha. À. Mày chỉ có ăn đi. Thôi đi đây. Cô lại nha, cô lại nha. Lại cô. Từ nay anh em ta quyết tâm kiếm tiền. Đừng có xin bố mẹ, đừng có ham chơi như hôm qua. Ông chơi nhé. Thầy U yên tâm sống ở nơi quê nhà.
thấy Hữu vẫn khỏe lắm. Tiền có tiêu từ lần sau phải nghi ngợi. Quyết tâm nhá. Ê bọn mày ơi, thì chúng ta vẫn xin tiền nhà à, tiền vẫn chưa kiếm được, phải tính sao để cho phù hợp. Đánh xa những nơi phù ăn chơi và nơi tụ tập. Đúng rồi đấy. Nào quyết tâm cùng cố gắng để làm giàu, làm người tốt, làm cho ngoan, để về sau làm đẹp với đôi. La 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 la. Mày có im không? Để tao còn làm việc nào. Nhìn thấy mấy giờ kia rồi? Hả? 15. Thế thì phải im. Để tao còn kiếm tiền. Biết chưa? Học bài. Mol là lượng chất chứa 6,023 nhân 10 mũ nguyên tử. Đúng không nhỉ? Đúng. Đó là số mol đấy. Số mol. Chúng mày hiểu chưa? Đơn giản. Hợp lý. Hợp lý.